Kính chào quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh youtube chính thức của Airway301 à, Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu muốn tìm mua một chiếc đầu giải mã âm thanh mà phân khúc giá dưới 1 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn hãy theo dõi video clip này em sẽ lên sóng top 3 chiếc đầu DAC rất đáng mua trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng của hãng net cho anh em tham khảo nhé cùng với đó bên cạnh đây thì cũng thông báo với anh em trước để giúp nâng cao cái chất lượng âm thanh của bộ dàn anh em đặc biệt khi nhập kết hợp với đầu DAC kết hợp với đầu CD cho âm thanh rất hay bộ đèn mà JT 507D đã về hàng anh em có nhu cầu mà đang đặt mua sản phẩm trước đó mà hết hàng thì hãy liên hệ lại bên em nhé điểm danh báo giá từng mẫu đầu DAC 1 để giúp anh em có nhu cầu yêu thích dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ ngay EQ 1 để đặt hàng bên em miễn phí giao hàng và đặc biệt chính sách bảo hành bảo tỏi cho anh em 12 tháng lỗi đổi mới không sửa chữa ok chưa anh em DAC DA310 chiếc này có giá cao nhất trong ba chiếc ở đây và cũng có đầy đủ các cổng kết nối cho anh em sử dụng nhé đây thương hiệu Zinet quý vị cùng nhìn tổng quan sản phẩm em cầm trên tay thiết kế nhỏ gọn nhưng mà kiểu thiết kế nó rất đẹp những cái chân cắm mạ vàng Đấy. Một nút là volume của Mô có của sản phẩm là DA310P là bản Plus đấy ạ. Made in Singapore Tất cả ba mẫu đầu DAC ở đây em giới thiệu để anh em đều được sản xuất tại Singapore Các bác và anh em nhé Vỏ bên ngoài nhôm phải nguyên khối rất đẹp và chắc chắn Phụ kiện đi kèm sẽ có một dây nguồn Dây nguồn chuẩn kết nối tai si các bác và anh em nhé Đây dây nguồn giống cái dây sạc điện thoại. Một cục nguồn 5V. Có hai cách để lấy nguồn. Cấp cho con đầu DAC này một là anh em cắm cái dây nguồn này vào và cắm thẳng vào cổng USB của TV để lấy nguồn. Được chưa? Hoặc cách thứ hai anh em cắm vào cục sạc đi kèm. Cắm thẳng vào cắm điện của chúng ta. Rồi, sau khi cắm đèn báo này. Quý vị tắt đi thì ấn giữ hai giây là tắt. Rồi, bật lên anh em ấn một cái là bật Được. hoặc đơn giản hơn nó có điều khiển từ xa anh em chiếc này có điều khiển từ xa cho anh em rất thuận tiện anh em bật tắt chọn chế độ vào tăng giảm âm lượng tạm dừng Đấy, hoặc là chỉnh à, nhạc chỉnh echo khi anh em hát karaoke đây có chỗ cắm mic để anh em hát karaoke cắm thằng mic vào nó hát thôi Đấy, rất tiện lợi cho anh em và ngoài ra eq có bốn chế độ nghe quý vị à, để chọn chế độ nghe phù hợp có nút quan trọng hơn là con này có nút reset, reset về chế độ mặc định nha yeah. yeah. rồi quý vị quan sát trên màn ảnh ở đây sẽ có cái đèn nhấp nháy là chọn chế độ vào quý vị thấy chữ ao chưa à, ấn phát nữa pr đèn sáng này là chế độ bluetooth nhấp nháy Hay chưa? usb đọc trực tiếp usb anh em cắm thẳng usb vào là đọc dung lượng của usb là 128 trăm hai đổ về obt là chế độ cổng quang học COX là viết tắt của COSIAN Cổng đồng trục OTG Đấy. và ở đây có ba cái nút này lùi tiến tạm dừng đây là cái nút chuyển bài hoặc là tạm dừng khi anh em cắm trực tiếp USB vào để chuyển bài ở đây hoặc có vị là chuyển bài trên điều khiển hoặc chọn số trên điều khiển mặt phía trước còn có một cái ngõ ra 3.5 để ngõ ra output anh em nhé rồi, phía sau là các cổng à, kết nối vào và ra, thứ nhất đường vào sẽ có đọc trực tiếp USB, anh em cắm thẳng USB vào đây là đọc hoặc là cắm OTG kết nối với cả điện thoại. Có cổng AUX đấy, như em có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, cổng AUX này là cổng tín hiệu analog rồi, khi cắm vào giải mã nó không kích hoạt tính năng giải mã đâu. Thế nhưng nó vẫn cho phép âm thanh được hay hơn vì nó có bộ EQ xử lý tín hiệu rất tốt. Anh em nhá. Đấy đường vào Cosia, đường vào Optico và đây cái anten để kết nối Bluetooth chứ này Bluetooth 5.3 Ok, sau so Bluetooth Output là đường ra AV hoặc là đường ra 3.5 để quý vị kết nối xuống thiết bị và đầu DAC DA310P bản Plus này có giá là 960.000 đồng miễn phí giao hàng toàn quốc các bác và anh em nhé phụ kiện đi kèm sẽ có này một dây nguồn, một cục nguồn thì con đầu DAC nào cũng như vậy, đều có dây nguồn, có cục nguồn và đều có dây cáp quang 1 mét đi kèm, cái dây cáp quang theo hãng đi kèm. Anh em nhé. Và ngoài ra có các điều khiển từ xa để anh em sử dụng nó tiện lợi. Đây có thể là con đầu DAC nó đầy đủ các cổng kết nối, có cổng quang, cổng coxian đọc trực tiếp USB. Đấy. và có Bluetooth 5.3, có tăng giảm âm lượng, có điều khiển từ xa. Ngoài ra thêm một cổng cắm mic em cắm thẳng mic vào đây là hát karaoke ngon lành nha. thứ hai đấy là đầu DAC DA 500 quý vị cùng xem ở đây chiếc này không thiết kế kiểu bo bo các bo góc cạnh như còn là 310p này nó sẽ thiết kế kiểu vuông thành sắc cạnh như một cái hộp vậy quý vị thấy nhá đây nhưng mà những cái sản phẩm rất sắc nét sẽ có một nút volume chỉnh to nhỏ Đấy, nút chuyển chế độ anh em ấn ở đây bật tắt nguồn ở đây và ngoài ra nó cũng có điều khiển cũng có điều khiển như con 310 điều khiển con này thì nhỏ hơn vì nó ít chức năng hơn nó chỉ có bật tắt này chuyển chế độ này tăng giảm âm lượng và chọn ngõ vào và ngoài, ngoài ra có tăng giảm bát này tăng giảm bát đấy trong ba con đầu DAC này duy nhất con này có tăng giảm bát đường ra ở phía trước đường AV và đường AX em có thể kết nối một trong hai cổng này đường vào ở phía sau một là đường ko hai là đường Quang học OBT và thứ ba là USB USB này để anh em kết nối với cả máy tính anh em đi ý nhé chưa phải đọc trực tiếp USB đâu, cổng này để kết nối với cả máy tính đấy anh em thấy cái biểu tượng uh, hình uh, chiếc laptop này này ở trên này USB này chứ không phải là cắm trực tiếp USB để chỗ cắm uh, nguồn nguồn con này cũng dùng uh, dùng nguồn giống con da 310 đấy cũng chân tay si như này cắm nguồn vàng đây còn nút tăng giảm bát đấy đèn là sáng nha quý vị ấn giữ là tắt bật cũng ấn giữ đó lên nút ở bên cạnh là chuyển chế độ đấy, usb này optical này cosian này đó hoặc em có thể dùng điều khiển điều khiển đây anh em rút cái này ra đấy quý vị tắt đi bật lên chọn chế độ obt này đấy, đèn chuyển này cosian này cái này có modem là DA500 các bác và anh em nhé. DA500. Và chiếc này có giá là 850.000 đồng. Nguồn đầu DAC, DA500. Cái phụ kiện đi kèm thì vẫn đều có dây nguồn, có cục nguồn, có dây cắp quang 1 mét và cũng điều khiển từ xa. cái nó tương tự như con DA310P. Chiếc này thì nó sẽ không có Bluetooth các bác và anh em nhé, tùy vào nhu cầu anh em sử dụng. Thứ ba ở đây là chiếc đầu uh, DAC HS202 có thể được gọi là một chiếc đầu DAC đơn giản nhất trong ba chiếc uh, em vừa giới thiệu với anh em. Đấy. Đường vào nó chỉ có đường uh, quang học và đường coaxial Để anh em kết nối với cả TV. TV thì dùng một trong hai cổng này. Quý vị dùng TV mà dùng cổng coaxial không dùng cáp quang thì báo em, em sẽ chuyển đổi cái dây uh, quang học tặng kèm sang dây coaxial anh em nhé. Đường ra cũng tương tự, có đường AV và đường 3.5 hai cổng này. Đấy. 192 kHz DAC của hãng Modem là HS202 của Singapore. Chiếc này trông nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà cầm trên tay rất chắc chắn này. Vỏ nhôm phanh nguyên khối. Các chân cắm rất là chất lượng. Đấy. Nó cực kỳ là bền. Nó không có gì để mà lỗi. Đấy. Âm thanh thì to rõ ràng, không bị giảm âm, không bị vỡ tiếng. Nhá. Và phụ kiện đi kèm của nó chỉ có một dây nguồn và một cục nguồn đi kèm và một dây cáp qua giá của chiếc đầu DAC HS222 này 350.000 đồng. Các anh em nhé, quý vị có thể sử dụng để thay thế cho những bộ chuẩn đổi cáp quang rẻ tiền. Đấy, đấy là ba mẫu đầu DAC em vừa giới thiệu với anh em. Còn ngoài ra, ở đây thì em có giới thiệu thêm là dây dẫn. Đấy, quý vị muốn là cái dây cáp quang nó xịn hơn, nó dài hơn. Dây cáp quang theo máy thì cũng đủ dùng rồi, chiều dài chỉ 1 mét thôi. Còn quý vị muốn nâng cấp sang dây, dây cáp quang cao cấp hơn. Cụ thể là dây quang của Hitachi, dây bãi nhật chiều dài là 1,5 mét lại quý vị nhìn cái dây này rất chất lượng nha dây cáp quang của Hitachi dài 1,5 mét giá 185.000 đồng anh em nhé rồi bên cạnh đây là dây AV Hitachi dây đồng mạ bạc dây này là dây bãi nhật rắc à, bãi nhật bên em DIY bên em cũng DIY dùng thước nhật để hàn cho anh em thước mạ bạc đảm bảo chất lượng rất tốt Dòng dây này thì em bán rất là nhiều rồi. Dây Hitachi. Dây đồng mạ bạc Proteria. Dây có tiêu chiều dài tiêu chuẩn 1 mét. Có cả màu đen, có cả màu ghi cho anh em nhé. Để giá một cặp dây AV Hitachi này giá 250.000 đồng một cặp. Và được miễn phí giao hàng khi anh em mua kèm đầu DAC. Thì em sẽ để cho anh em mức giá là 200.000 đồng. Rồi, cuối cùng ở đây như em có thông báo ngay đầu video clip đó là trước Pereden GT 507D của hãng Zinet đã về hàng chiếc Pereden này thì có cả bluetooth cho anh em kết nối đường vào là AV đường ra AV Model là GT 507D made in Singapore Trước này có chức năng làm cái bộ tiền khuếch đại tức là tín hiệu từ đầu giải mã từ đầu CD thay vì xuống thiết bị âm đi sẽ vào con đầu DAC này qua đường AV input này Đấy, output là đi đi ra cách kết nối thì giống tương tự như con lọc xì hay còn gọi là con e quay AV vào AV ra vậy thôi và nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của nó là dùng bóng đèn điện tử làm linh kiện khuếch đại chính nhưng gọi là bờ đèn và nó sẽ đem cái chất âm của nó giống chất âm của âm đi đèn nó ngọt ngào nó nịnh tai nghe nó phê hơn ngoài ra anh có thể chỉnh chép chỉnh bát tăng giảm volume nhiều con DAC nó không có tăng giảm âm lượng này hoặc là tiếng nó nhỏ anh em vặn hết cỡ nó vẫn nhỏ quý vị có thể sử dụng con Pre này để tăng âm lượng lên làm cái bộ tiền khuếch đại âm nó to rõ rệt và nó không bị vỡ tiếng anh em nhé ngoài ra có cả Bluetooth để kết nối rất tiện lợi cho anh em giá chiếc Pre này là 1 triệu 350 nghìn đồng quý vị quan tâm thì có thể xem lại những clip cũ em có giới thiệu với anh em rồi còn hôm nay chủ yếu tổng hợp điểm danh và báo giá cũng như thông báo sản phẩm đang sẵn hàng Tại Ego bạn 1. Quý vị và các bạn yêu thích dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp để đặt hàng hoặc đặt luôn link ở phía dưới phần mô tả. Xin kính chào.